thực hiện quyết định số 1133 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề án bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân biên giới nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới, đoàn kết quân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc đoạn biên giới được phân công phụ trách, quản lý, góp phần cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Trong những năm qua, nhận thức của nhân dân trên tuyến biên giới về pháp luật, nhất là về đường biên cột mốc, các quy định của pháp luật về biên giới, chủ quyền, lãnh thổ, chấp hành việc xuất nhập cảnh, kết hôn với người nước ngoài, khiếu kiện tranh chấp đất đai, khai thác thủy hải sản trên các kênh rạch biên giới vẫn còn hạn chế, gây khó khăn trong công tác thực thi pháp luật, phổ biến pháp luật và thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Với chức năng là cơ quan thường trực ban chỉ đạo đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo đề án ban hành đầy đủ các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung trong đề án. Mặt khác, hướng dẫn đôn đốc các đồn biên phòng phối hợp với các phòng ban chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân 5 huyện, 1 thị xã và 20 xã biên giới xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án tại địa phương đơn vị, đồng thời chọn xã điểm triển khai thực hiện đề án. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án cho các đại biểu, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng tư pháp các huyện, thị xã, một số sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, cán bộ tư pháp 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh và báo cáo viên pháp luật cơ sở, chính trị viên phó, đội trưởng vận động quần chúng các đồn, tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, mà nòng cốt là đội vận động quần chúng của đồn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong bà con nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các ấp biên giới, nhân dân có đất sản xuất canh tác ở dọc tuyến biên giới, để từ đó mà hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng trong việc bảo vệ đường biên cột mốc. Thì qua đó là có 100% hộ dân ở các ấp biên giới đã đăng ký để thực hiện phong trào. Trong thời gian qua thì cũng gắn kết phong trào tự quản đường biên cột mốc gắn với cái phong trào là tiến cảng vùng biên. Ngay sau khi triển khai thực hiện đề án tại các xã biên giới, các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch lựa chọn các ấp làm điểm triển khai thực hiện đề án, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tuyến biên giới, gắn với thực hiện ngày pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp phát tài liệu, hướng dẫn triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được kết quả tương đối tốt so với yêu cầu đề ra của đề án. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận, xây dựng và cấp phát tờ rơi, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn. Hàng tuần, biên soạn các bản tin pháp luật để phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường biên giới và các đồn biên phòng. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại, xây dựng cấp phát tờ rơi về pháp luật, xây dựng các băng hình về kiến thức pháp luật, về phát triển kinh tế xã hội để tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh. Triển khai lắp đặt hệ thống trạm truyền thanh nội bộ Pano Affix tại một số xã trên địa bàn hai tuyến biên giới. Để thực hiện tốt cái đề án 031133, đồn biên phòng đã chủ động quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn nắm chắc cái nội dung của kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân trên biên giới. Đồng thời làm tham mưu cho xã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án 1133. Hàng năm, hàng tháng, chúng tôi xây dựng kế hoạch để tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là những văn bản mới ban hành. Trong đó, tuyên truyền về luật hôn nhân này, luật tổ chức chính phủ, các nghị định 34,
hiệp định quy chế biên giới. Qua quá trình tuyên truyền, bà con đã nắm được một số nội dung của luật và từ đó cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đến nay, hệ thống trạm truyền thanh nội bộ hoạt động hiệu quả, góp phần rất lớn vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Bằng nhiều hình thức phong phú, việc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới đã đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng biên phòng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, của tỉnh và địa phương. Nội dung các chuyên đề liên quan đến biên giới quốc gia và tổ chức bảo vệ biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, công tác phân giới cắm mốc trên các tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, công tác vận động quần chúng xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, công tác đấu tranh phòng chống các thế lực phản động, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo trên các tuyến biên giới. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, mỗi nơi có những biện pháp, cách làm riêng biệt của địa phương mình, như xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ và đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây duy trì hoạt động tổ tư vấn pháp luật, tổ quà chải với hội viên là người có uy tín của địa phương, đơn vị để thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, gắn với thực hiện tốt chủ trương pháp luật của đảng, nhà nước, chính quyền địa phương. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, chuyển đổi mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cán bộ ấp duy trì sinh hoạt cộng đồng hàng tháng, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, kế hoạch, chuyên đề pháp luật cho cán bộ, nhân dân, đồng thời vận động nhân dân cung cấp những nguồn tin liên quan đến các hoạt động xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu và gian lận thương mại cho lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng phát hiện xử lý kịp thời. Đặc biệt, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã vận động các mạnh thường quân đóng góp kinh phí, trang cấp thiết bị tôn tạo lại nhà văn hóa, mở thư viện cộng đồng điện tử, kết hợp với hàng nghìn đầu sách báo, giúp cán bộ nhân dân biên giới có điều kiện cập nhật thông tin cần thiết trong cuộc sống, lao động, sản xuất. Trong thời gian vừa qua thì ngoài cái vấn đề tuyên truyền phổ biến cái pháp luật, cái quy chế biên giới đất liền, thì song song đó thì nhìn chung các đồng chí chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng thường xuyên xuống dân giúp đỡ rất là nhiều trên tất cả các cái lĩnh vực. Theo tôi thấy là ở trong ấp á, thì nhất là những cái cụ già cô đơn thì anh em biên phòng thường xuyên cũng quan tâm, rồi là cũng có giúp đỡ về lương thực, về vật chất. Vấn đề thứ hai nữa, nếu như mà bà con nhân dân cần thiết, là khi mà cần thiết anh em chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng sẵn sàng. Các đồn biên phòng và nhiều địa phương đã có những hình thức tuyên truyền phổ biến đa dạng, đặc biệt đã phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ vận động quần chúng, giáo viên, chi hội phụ nữ, cán bộ tư pháp, dân hóa xã, các cụ cao niên, người có uy tín để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên tuyến biên giới. Ngoài ra, các hoạt động hướng về biên giới cũng được bộ đội biên phòng quan tâm. Song bước đầu, đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần tích cực bảo đảm tình hình an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Thưa các đồng chí và các bạn, nội dung phóng sự qua 3 năm thực hiện đề án 03-1133 trong Bộ đội Biên phòng đã khép lại chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Long An phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!